quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rơi vào một cuộc trao đổi căng thẳng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radek Sikorsky trong chuyến thăm Kiev của ông này tuần trước, theo tin được báo Ba Lan Odet đưa. Cuộc gặp gỡ giữa ông Zelensky và Ngoại trưởng Sikorsky và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis đã diễn ra theo một hướng bất ngờ khi ông Zelensky đã bày tỏ sự không hài lòng với sự hỗ trợ của Warsaw đối với việc Ukraine gia nhập EU. Các nguồn tin miêu tả bầu không khí căng thẳng với một cuộc đụng độ rõ ràng xảy ra giữa ông Zelensky và ông Sikorsky. Phái đoàn Ba Lan đã ngạc nhiên trước thái độ của ông Zelensky, cho thấy những sự thất vọng sâu sắc. Ông Zelensky thể hiện sự phàn nàn rõ ràng. Ông cáo buộc Ba Lan không ủng hộ nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Còn ông Sikorsky đáp lại, Ba Lan đã mất 10 năm để hoàn tất các cuộc đàm phán gia nhập EU và thời gian biểu mà Ukraine đề xuất là không thực tế. Ông Zelensky còn chỉ trích Ba Lan chậm trễ trong việc chuyển giao thiết bị quân sự và chỉ trích hệ thống phòng không của Warsaw không ngăn chặn được tên lửa drone của trên lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Sikorsky đã giải thích rằng Ba Lan không thể tấn công các mục tiêu bay của Nga trên lãnh thổ Ukraine mà không có sự đồng ý của NATO. Ông cũng nói Ba Lan sẵn sàng chuyển giao các máy bay tiêm kích MiG còn lại một khi NATO có thể lấp đầy khoảng trống trong khả năng không quân của Ba Lan bằng các máy bay hiện đại hơn. Cuộc thảo luận đã chuyển sang khía cạnh lịch sử khi ông Zelensky chỉ trích Ba Lan vì đã chính trị hóa thảm kịch Volhynia năm 1943 do những người dân tộc chủ nghĩa Ukraine thực hiện nhằm vào người Ba Lan. Ông Zelensky kêu gọi Warsaw gác vấn đề này sang một bên, cho rằng Ba Lan không nên nhắc lại vụ thảm sát Volhynia trong Thế chiến lần thứ hai khi Ukraine đang chiến đấu trong một cuộc tự vệ hiện tại chống lại Nga. Đáp lại, ông Sikorsky nói rằng Ukraine nên tôn trọng nhu cầu của các nạn nhân về việc khai quật và chôn cất thích hợp. Đây là điều mà ông đã thúc giục bằng những lời lẽ mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Một phóng viên của OneNet cho biết, một số người đã có mặt trong cuộc trò chuyện đã nói với OneNet rằng có lúc bầu không khí tệ đến mức có thể được mô tả là một vụ bê bối. Ông lưu ý rằng phái đoàn của Litva và Ngoại trưởng Gabrielius Landsbergis đã có mặt và không hề cố gắng hỗ trợ Bộ trưởng Ba Lan. Ông Ruras nói rằng các quan chức Ukraine đã cố gắng trình bày các cuộc trò chuyện theo cách Sikorsky trở thành người chịu trách nhiệm cho bầu không khí căng thẳng. Cuộc gặp giữa người đứng đầu ngành ngoại giao Ba Lan và Tổng thống Ukraine cho thấy mối quan hệ giữa Warsaw và Kiev thật đáng buồn đang trong tình trạng khủng hoảng. Những người Ba Lan có mặt tại buổi họp đã rất ngạc nhiên, nói một cách nhẹ nhàng về giao tiếp của ông Tổng thống Zelensky. Ông cũng cho biết một số thành viên Ba Lan trong phái đoàn đến Kiev đã cố gắng thuyết phục ông không thành công trong bài viết của mình, nói rằng căng thẳng Ba Lan-Ukraine không nên được thảo luận công khai. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ba Lan đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine, trở thành trung tâm chuyển giao vũ khí từ phương Tây sang Ukraine và cung cấp cho Kiev hàng trăm xe tăng, một chục máy bay tiêm kích MiG và các thiết bị quân sự khác. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã xấu đi vào năm 2023 khi nông dân và tài xế xe tải ở Ba Lan phải đối mặt với sự cạnh tranh từ đồng nghiệp Ukraine và cho xe chặn ở biên giới hai nước. Chính phủ Ba Lan đã ủng hộ những người biểu tình. Tại cuộc họp nội bộ với chính phủ Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất hãy suy nghĩ về khả năng hạn chế cung cấp nguyên liệu thô chiến lược như uranium, nickel, titan và một số nguyên liệu khác cho thị trường nước ngoài, với điều kiện là điều này không gây tổn hại cho nền kinh tế Nga. Đề xuất của ông Putin đã gây ra một hiện tượng hoàn toàn không thể giải thích được. Thị trường phương Tây ngay lập tức bùng nổ theo đúng nghĩa đen, giá các mặt hàng nói trên tăng vọt và các phương tiện truyền thông kinh tế và chuyên ngành tràn ngập các bản tin liên quan. Trước đó, các chuyên gia thế giới không thể hiểu tại sao nước Nga diệt vong lại không quỳ gối trước phương Tây. Tạp chí Chính sách Đối ngoại đưa tin rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây, cho dù có quy mô lớn và có ảnh hưởng sâu rộng về mặt lịch sử đến đâu, cũng không làm suy yếu khả năng tiến hành giao tranh của ông Putin. Reuters thừa nhận, uranium là một trong những thứ thực sự có thể gây tổn hại cho phương Tây, trong khi các chuyên gia của City cho rằng uranium của Nga sẽ rất khó thay thế vì Rosatom đứng sau một nửa sản lượng điện hạt nhân của thế giới. Trước yêu cầu của Tổng thống Nga Putin, người đứng đầu Kazatomprom nói rằng Kazakhstan đang gặp khó khăn ngày càng tăng trong việc cung cấp uranium cho thị trường phương Tây do các lệnh trừng phạt chống Nga đã làm gián đoạn các tuyến đường truyền thống, và bây giờ Astana đã dễ dàng bán uranium cho Trung Quốc và Nga.
và hoàn toàn rõ ràng rằng Rosatom, công ty gần đây đã mua mỏ uranium lớn nhất ở Kazakhstan và đã đạt vị trí thứ hai trên thế giới về trữ lượng. Nga chiếm 1/4 thị trường thế giới về kim loại chiến lược này và 1/3 cho việc sửa đổi bọt biển, vốn rất quan trọng đối với máy bay và đóng tàu, và công ty là nhà sản xuất titan lớn nhất thế giới với chu trình công nghệ đầy đủ. Theo Viện Khoáng sản quan trọng CMI, Nga là nhà cung cấp titan chính của thế giới, và nếu các hạn chế được đưa ra, thị trường toàn cầu sẽ bị gián đoạn. Điều thú vị là Boeing và Airbus đã tuyên bố từ chối hoàn toàn và vô điều kiện đối với titan của Nga một cách thảm hại. Nhưng hóa ra đây là một lời nói dối hoàn toàn và vô điều kiện. Chính quyền phương Tây lặng lẽ đưa những công ty này vào những trường hợp ngoại lệ nhỏ và họ vui vẻ tiếp tục chế tạo máy bay từ titan và nhôm toàn trị của Nga. Một tình huống thú vị hơn nữa đã xuất hiện liên quan đến Niken. Nga đứng thứ 3 trên thế giới về cả Niken thô và Niken đã làm giàu, chỉ đứng sau Indonesia và Philippines. Sau gợi ý của ông Putin, giá trao đổi Niken đã tăng gần 3% trong một giờ, bất chấp mọi lệnh cấm, trên sàn giao dịch đất hiếm chính LME ở London. Gần 40% tổng lượng Niken có nguồn gốc từ Nga. Sau lời nói của ông Putin, người Mỹ chạy sang Indonesia, chiếm 42% thị trường Niken đã làm giàu trên thế giới. Nhưng ở đây cũng có một sự hoảng loạn. Indonesia tuyên bố có kế hoạch gia nhập và sau đó Nga trở thành một trong những nhà cung cấp ngũ cốc chính cho cả nước, tăng gấp 10 lần trong năm. Khả năng Nga và Indonesia sẽ giải quyết vấn đề Niken một cách thân thiện là hoàn toàn khác không, nhưng chắc chắn sẽ không có người Mỹ trong mối tình tay ba này. Hãng thông tấn Roia của Nga nhấn mạnh, Nga từ lâu đã cảnh báo rằng phương Tây cần chúng ta nhiều hơn chúng ta cần và đây mới chỉ là khởi đầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng rằng Nga sẽ không thể thắng trong cuộc xung đột với Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gạt bỏ lời đe dọa của Tổng thống Putin rằng phương Tây sẽ xung đột trực diện với Nga nếu đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kiev đang vận động được cung cấp và sử dụng tên lửa tầm xa, nhưng không có quyết định nào được công bố sau cuộc họp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh vào ngày 13 tháng 9. Ukraine và nhiều người ủng hộ nước này tại Mỹ và châu Âu muốn Tổng thống Biden dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp và có những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Biden có thể thay đổi chính sách. Lo ngại về bất kỳ bước đi nào có thể khiến cho cuộc xung đột ở Ukraine leo thang. Mỹ rất thận trọng trước khi chấp thuận một loạt các yêu cầu đó của Kiev về việc cung cấp vũ khí, bao gồm xe tăng, tên lửa và máy bay chiến đấu F-16. Các quan chức Nga trước đây đưa ra những lời cảnh báo tương tự khi Washington ra quyết định. Ukraine là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Starmer sau khi Ngoại trưởng hai nước cùng đến thăm Kiev trong tuần này. Hai quan chức Mỹ đã nắm bắt được tình hình cho biết Thủ tướng Starmer đang vận động Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để mở rộng tầm tấn công vào Nga. Sự chấp thuận của ông Biden là cần thiết vì nhiều bộ phận của Storm Shadow được sản xuất tại Mỹ. Thủ tướng Starmer cho biết rằng việc bàn bạc sẽ tiếp tục khi các nhà lãnh đạo thế giới đến dự kỳ họp thường niên của Hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, lời cảnh báo mới nhất của Tổng thống Vladimir Putin là rất quan trọng và rõ ràng. Theo hãng tin RT, ông Putin tuyên bố việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga sẽ khiến cho các quốc gia này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Phát biểu trước phóng viên hôm 13 tháng 9, ông Peskov cho hay phương Tây đã nhận và hiểu được lời cảnh báo mới nhất của nhà lãnh đạo Nga. Ông Peskov mô tả lời cảnh báo của ông Putin là rất quan trọng. Cũng theo ông, tuyên bố của ông Putin là rõ ràng, không thể nhầm lẫn và không thể diễn giải theo nhiều cách. Ông nói thêm, tuyên bố này rõ ràng đã đến được với người Nhật. Hôm 12 tháng 9, ông Putin cho rằng quân đội Ukraine không có khả năng sử dụng hệ thống tầm xa của phương Tây và cần thông tin tình báo từ vệ tinh của NATO và từ quân đội phương Tây để vận hành chúng. Theo quan điểm này, nếu phương Tây cho phép Kiev tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, điều này có nghĩa là các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu đang chiến đấu chống lại Nga. Ông Putin cũng cho biết, Nga sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa mà nước này đang phải đối mặt. Trước chuyến thăm tới Kiev vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy
đã ám chỉ việc có thể bật đèn xanh cho Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa của Anh và Mỹ. Anh là quốc gia đầu tiên chuyển giao các tên lửa tầm xa cho Ukraine vào tháng 5 năm 2023 và Pháp vài tháng sau đó. Washington tiết lộ đã cung cấp cho Kiev các hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, các nước ủng hộ đã công khai cấm Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Kể từ tháng 5, Ukraine đã đề nghị dỡ bỏ những hạn chế trên. Một số cơ quan truyền thông cho rằng Washington và London sẽ sớm làm theo đề nghị của Kiev hoặc bí mật làm như vậy. Phát biểu với đài phát thanh Kossuth Quốc gia vào ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố rằng mặc dù khối đã chậm trễ trong việc theo kịp với phần còn lại của thế giới có tư duy bình thường, hiện tại đã có dấu hiệu cho thấy các quốc gia EU nhận ra rằng cuộc xung đột Ukraine không phải là cuộc chiến của họ và đang bắt đầu tìm cách chấm dứt nó. Những bình luận của ông được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi nỗ lực hòa bình mới vào đầu tuần, tuyên bố rằng Nga phải tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo về cuộc xung đột. Ông Scholz cũng được cho là đã bận rộn soạn thảo kế hoạch hòa bình Ukraine của riêng mình theo các thỏa thuận Minsk năm 2014 không thành công, một loạt các biện pháp nhằm kiềm chế các cuộc xung đột ở Donbass và hòa giải các bên chiến tranh. Ông Orbán cho biết, ngày càng rõ ràng, từ ngày càng nhiều quốc gia EU cho rằng họ muốn gia nhập nhóm hòa bình. Ví dụ ở đây là Thủ tướng Đức, người vừa đưa ra những điều mà trước đây ông sẽ bị chỉ trích nặng nề trên truyền thông Đức cách đây 3 tuần. Vì vậy, tình hình đang thay đổi. Thủ tướng Hungary nói rằng, nhiệm vụ hòa bình mà ông thực hiện vào mùa hè nhằm kéo các bên chính trong cuộc xung đột vào bàn đàm phán đã khiến các thành viên EU suy nghĩ lại về quan điểm của họ. Ông Orbán nhấn mạnh, chúng tôi đã khởi xướng ý tưởng này vì chúng tôi đã khơi dậy một cuộc tranh luận lớn ở châu Âu. Nếu không có nhiệm vụ hòa bình, cuộc tranh luận như vậy sẽ không bắt đầu và mọi người vẫn chỉ nói về chiến tranh. Ông cáo buộc toàn bộ khối đã ủng hộ chiến tranh quá lâu và nhấn mạnh lại lời kêu gọi đàm phán. Cuộc chiến này rõ ràng không có giải pháp trên chiến trường, cần phải rời xa nó. Điều này có thể thực hiện được nếu bạn nghiêm túc bắt đầu cuộc trò chuyện về việc kêu gọi ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Một thỏa thuận phải được tìm kiếm. Thủ tướng Hungary lưu ý rằng ông còn nhiều sáng kiến bất ngờ trong khuôn khổ nhiệm vụ hòa bình của mình để đẩy nhanh quá trình. Khác với nhiều quốc gia EU, Hungary từ lâu đã kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột thay vì cung cấp vũ khí cho Kiev. Các cuộc đàm phán cuối cùng giữa Nga và Ukraine đã bị đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022. Mặc dù các bên đã phê duyệt trước một dự thảo hiệp ước hòa bình. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, phương Tây đã ra lệnh cho Kiev từ bỏ hiệp ước do mong muốn gây ra một thất bại chiến lược cho Nga. Moscow thường xuyên bày tỏ sự sẵn sàng kết thúc xung đột một cách ngoại giao, nhưng cảnh báo rằng họ sẽ không đồng ý với hòa bình theo điều kiện của Ukraine, bao gồm việc Nga nhượng bộ lãnh thổ mà Kiev tuyên bố. Trong cuộc họp của chiến lược châu Âu IANTA ngày 13 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng chỉ có hai cách để kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine, hoặc là các lực lượng chiếm đóng của Nga bị đẩy ra khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một quá trình ngoại giao được thiết lập để đảm bảo sự giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ Ukraine trên con đường hướng tới chiến thắng. Trong cả hai kịch bản, Ukraine phải đủ mạnh, Mỹ có thể giúp điều đó. Ông Zelensky cũng cho biết, kế hoạch tổng thể về chiến thắng mà ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ có thể trở thành cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài và việc thực hiện đầy đủ công ước hòa bình của Ukraine. Ông tin rằng bất kỳ ảo tưởng nào về khả năng đàm phán với Nga hoặc đặt ra các ranh giới đỏ mới chỉ làm kéo dài thêm cuộc xung đột. Ông Zelensky nói, nếu chúng ta đều muốn một ngày nào đó nghe thấy cụm từ cuối cùng hòa bình thực sự đã đến với Ukraine, chúng ta phải nghe ngay rằng Ukraine đủ mạnh để chiến thắng, đây sẽ là sự đảm bảo cho hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loại bỏ việc đàm phán với Ukraine. Ông Putin trước đó khẳng định, đàm phán đi tới kết thúc xung đột phải dựa trên tình hình thực tế, trong đó có việc công nhận 4 tỉnh của Ukraine đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga. Nga cũng cáo buộc phương Tây đã làm mất đi cơ hội đàm phán ngay khi cuộc xung đột bắt đầu vào mùa xuân năm 2022 khi họ thuyết phục Ukraine từ bỏ đàm phán với Nga. Cuộc xung đột đang có nguy cơ bị đẩy tới một ranh giới đỏ khác khi phương Tây thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng vào đêm ngày 13 tháng 9. Các nhà lãnh đạo đã thể hiện sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine khi nước này tiếp tục phòng vệ trước sự xâm lược của Nga. Nhà Trắng cho biết, họ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Iran và Triều Tiên cung cấp vũ khí hủy diệt cho Nga và sự hỗ trợ của Trung Quốc với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga.
John Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng về truyền thông chiến lược cho biết, Mỹ không đưa ra bất kỳ thông báo nào vào ngày 13 tháng 9 về việc thay đổi chính sách cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa. Đến nay, Mỹ vẫn chưa đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ban đầu, Ukraine muốn sử dụng các tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công các căn cứ không quân của Nga. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết 90% máy bay Nga phóng bom lượn, một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với Ukraine, đang ở các sân bay ít nhất 300 km, xa hơn vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Điều này làm cho chúng nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa ATACMS. Ukraine hiện muốn sử dụng tên lửa tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự của Nga, các kho nhiên liệu và vũ khí, cũng như các nơi tập trung quân đội. Ngoài các tên lửa ATACMS của Mỹ, Kiev muốn thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga bằng cách sử dụng các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và các tên lửa SCALB gần như tương tự của Pháp, trong khi Anh dự kiến sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của Mỹ trước khi dỡ bỏ các hạn chế đối với các tên lửa Storm Shadow. Một nguồn ngoại giao của Pháp cho biết Paris không cần sự cho phép của Washington để Ukraine sử dụng các tên lửa của Pháp. Hôm 12 tháng 9, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào của phương Tây cho phép Kiev sử dụng các vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu ở Nga sẽ kéo NATO vào cuộc chiến với Nga, đánh dấu một sự gia tăng mạnh mẽ trong các phát biểu của ông về cuộc chiến. Liên minh châu Âu cho biết những lời đe dọa của Putin sẽ không làm thay đổi lập trường của EU về việc ủng hộ Ukraine. Nga cho biết hôm 17 tháng 9 rằng họ đã đẩy lùi 5 lần nỗ lực tấn công mới của các lực lượng Ukraine nhằm xuyên thủng biên giới vào khu vực Kerch. Trong chỉ 6 ngày qua đã xảy ra ít nhất 26 cuộc tấn công từ Ukraine. Hôm 6 tháng 8, Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất từ nước ngoài vào Nga kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, xâm nhập qua biên giới vào khu vực Kerch với hàng ngàn binh sĩ được đạn drone và vũ khí hạng nặng hỗ trợ, bao gồm cả vũ khí phương Tây chế tạo. Nga đã bắt đầu một cuộc phản công lớn chống lại các lực lượng Ukraine ở Kerch vào ngày 10 tháng 9, đẩy lùi các lực lượng của Kiev về phía sông Snagost. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine đã cố gắng trong khoảng một tuần để xuyên thủng biên giới Nga về phía Veseloe và Medveze nhằm đe dọa cuộc phản công của Nga với khoảng cách 15 km về phía tây của chiến trường chính ở Kerch. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, 5 lần nỗ lực của các phương tiện lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xuyên thủng biên giới của Liên bang Nga theo hướng Veseloe và Medveze đã bị đẩy lùi. Thông tin được Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo ngày 17 tháng 9. Cũng theo Bộ Quốc phòng, các lực lượng Nga đã tấn công ở Lyubimovka, Malaya, Kosnya và nhiều khu vực khác ở Kerch. Các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã chiếm được một số lãnh thổ về phía Veseloe và Medveze, đồng thời cho biết các lực lượng Nga đã lấy lại lãnh thổ và tấn công Lyubimovka. Reuters không thể xác minh được các báo cáo về chiến trường từ cả hai do các hạn chế báo cáo mà hai bên đã áp đặt trong khu vực xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây nghi ngờ về hiệu quả của cuộc tấn công xâm nhập vào Kerch. Thông tin cho biết, các tướng lĩnh hàng đầu Ukraine cũng đã phản đối Tổng thống Ukraine Zelensky khi ông đưa ra ý định tấn công Kerch và sự phản đối đó đã khiến cho Tổng tư lệnh Ukraine Zaluzhny bị sa thải. Ông Zelensky cho rằng việc tấn công Kerch sẽ tạo nên sức mạnh cho Ukraine nếu đàm phán với Nga. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã khiến cho Ukraine phải chia bớt quân, lẽ ra cần phòng thủ miền đông tới mặt trận này, trong khi Nga gần như không cần điều quân từ mặt trận khác tới đây để đẩy lùi lực lượng Ukraine. Thậm chí các lực lượng Nga đã mở rộng lãnh thổ ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh nhất trong khoảng 2 năm qua. Theo bản đồ và dữ liệu nguồn mở, các lực lượng Nga đang bao vây thị trấn Ukrainsk. Cuộc xung đột ở Ukraine đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước đến nay khi Ukraine yêu cầu các thành viên chủ chốt của NATO cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây. Tổng thống Ukraine cũng đã khẳng định Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái sang nước này và dường như chỉ trích Bắc Kinh. Trung Quốc đã áp đặt các quy định kiểm soát 2 năm đối với việc xuất khẩu máy bay không người lái dân dụng và thiết bị liên quan vào năm ngoái, sau khi nhận được cáo buộc rằng cả Ukraine và Nga đều đang vũ khí hóa các sản phẩm của Trung Quốc. Họ điều chỉnh thêm các quy định vào tháng 7, với hạn chế mới có thể hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 16 tháng 9, ông Zelensky dường như đã chỉ trích các biện pháp này, mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc. Ông viết, một số quốc gia lớn nhất xuất khẩu các linh kiện máy bay không người lái đang áp đặt các hạn chế xuất khẩu. Chúng tôi biết phải làm gì với những hạn chế này không ảnh hưởng nghiêm trọng với chúng tôi.
xe chiến đấu đổ bộ BMD-4 hiện đại của Nga đã bị phá hủy ở một khu vực định cư tại Kursk sau đòn tấn công phối hợp từ phía quân đội Ukraine. Theo tờ Pravda, lực lượng đổ bộ đường không của Ukraine cho hay các binh sĩ Nga và xe chiến đấu đã xuất hiện tại một ngôi làng ở Kursk mà Ukraine đang nắm quyền kiểm soát. Sau khi phía Nga nổ súng, pháo binh và máy bay không người lái cảm tử FPV của Ukraine đã nhanh chóng chặn đối phương, khiến cho chiếc xe không thể sử dụng được nữa. Phía Ukraine khẳng định xe chiến đấu của Nga đã bị hư hại do hỏa lực pháo binh trong đợt pháo kích ban đầu. Ngoài ra, một trong những FPV của Ukraine cũng đã cố gắng nhắm vào chiếc BMD-4 nhưng bị thiết bị tác chiến điện tử của đối phương đẩy lùi. Sau đó, FPV Ukraine tiếp tục tấn công thứ hai, thứ ba và thành công. BMD-4 hiện được coi là xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ, có trang bị vũ khí hầm hố nhất thế giới. Nó được Nga chế tạo sau thời chiến tranh lạnh và có khả năng di chuyển trong các điều kiện khí hậu khác nhau. BMD-4 được thiết kế để vận chuyển lực lượng đổ bộ đường không. Ukraine bất ngờ đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Kiev tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Moscow đã bắt đầu phản công ở Kursk vào đầu tuần trước và cho biết đã chiếm lại được 10 khu vực định cư từ tay quân đội Ukraine. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho công bố đoạn video tấn công căn cứ của Nga ở Syria, nơi mà Moscow sản xuất và thử nghiệm máy bay không người lái UAV. Theo tờ Kyiv Post, các binh sĩ của nhóm đặc nhiệm Kimik thuộc Tổng cục Tình báo Ukraine HUR đã tấn công căn cứ quân sự của Nga ở ngoại ô phía đông nam thành phố Aleppo tại Syria vào sáng ngày 15 tháng 9. Căn cứ này được HUR cho là nơi Nga sản xuất và thử nghiệm các loại UAV tấn công cũng như để chế tạo các thiết bị nổ tự chế ngụy trang. Các đầu đạn được cất giữ tại đây. Trong video độc quyền mà Kyiv Post có được do một sĩ quan tình báo Ukraine quay lại, lá cờ của HUR đã xuất hiện ở phía sau bờ kè nằm cách xa một gara được Nga sử dụng làm căn cứ. Ngay sau đó, một vụ nổ đã xuất hiện. Tiếp theo sau đó là vụ nổ của đạn dược. Các chuyên gia về chất nổ và quân sự của Kyiv Post cho rằng nhiều khả năng vụ nổ xảy ra sau phát đạn từ súng trường nhắm vào chất nổ mà HUR đã cài sẵn bên trong. Vụ việc được cho là diễn ra ở khu vực có địa hình sa mạc vào ban ngày. Trước đó, vào cuối tháng 7, Kyiv Post đã nhận được một số video và hình ảnh độc quyền cho thấy nhiệm vụ của HUR vẫn đang triển khai các hoạt động chống lại quân đội Nga ở Syria. Cụ thể, nhóm Kimik đã tấn công thiết bị quân sự của Nga tại sân bay Kuwaitis ở phía đông Aleppo. Còn vào đầu tháng 6, một đoạn video khác được công bố cho thấy lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tấn công các trạm kiểm soát, trụ sở, nhóm tuần tra bộ binh và các đoàn thiết bị quân sự của Nga ở cao nguyên Golan tại Syria. Nga triển khai quân đội tới Syria vào năm 2015 nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đối phó với các nhóm nổi dậy. Theo đó, Nga đã triển khai hàng nghìn binh sĩ thường trực tại Syria. Tuy nhiên, vào mùa thu năm ngoái, Nga đã chuyển đổi một số binh sĩ cùng thiết bị từ Syria đến Ukraine để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt. Điều này khiến cho lực lượng Nga ở Syria dễ bị tấn công hơn. Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh chính thức tăng số lượng quân nhân trong quân đội Nga lên gần 2,4 triệu người, trong đó có 1,5 triệu binh sĩ. Lần tăng cường này diễn ra sau một sắc lệnh tương tự vào tháng 12 năm 2023, khi Tổng thống Nga đã nâng số lượng nhân viên quân đội Nga lên hơn 2,2 triệu người, trong đó có 1,3 triệu quân nhân. Trong lệnh mới ban hành ngày 16 tháng 9, ông Putin cũng chỉ đạo chính phủ Nga phân bổ các khoản kinh phí cần thiết cho Bộ Quốc phòng để thực hiện gia tăng quân, nâng tổng số quân nhân trong quân đội lên 2.389.130 người. Lần cuối cùng Tổng thống mở rộng số lượng quân đội Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng động thái này là kết quả của cuộc chiến ủy nhiệm mà phương Tây đang thực hiện chống lại Moscow. An ninh của đất nước chúng ta phải được đảm bảo, ông Peskov phát biểu vào thời điểm đó. Điều này liên quan đến cuộc chiến mà các quốc gia phương Tây đang thực hiện, một cuộc chiến ủy nhiệm bao gồm các yếu tố tham gia gián tiếp vào hành động quân sự và các yếu tố chiến tranh kinh tế, chiến tranh tài chính, chiến tranh pháp lý, vượt ra ngoài khuôn khổ pháp lý. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết vào thời điểm đó rằng việc mở rộng quân đội sẽ được thực hiện thông qua các công dân tình nguyện muốn phục vụ theo hợp đồng. Bộ Quốc phòng cũng giải thích rằng quyết định tăng số lượng quân nhân là do mối đe dọa từ sự mở rộng tiếp tục của NATO.
các thành viên của khối do Mỹ dẫn đầu đã mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự dọc biên giới Nga, triển khai thêm hệ thống phòng không và vũ khí tấn công. Bộ Quốc phòng cho biết, một sự gia tăng bổ sung về sức mạnh chiến đấu và số lượng quân đội là phản ứng thích hợp đối với các hoạt động gây hấn của khối NATO. Hiện phương Tây đang thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh cấm chính quyền Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công vào Kiev sáng ngày 16 tháng 9 là cuộc tấn công thứ 8 vào thủ đô của Ukraine trong 2 tuần, các quan chức nước này thông báo, đồng thời cho biết các UAV của Nga đều đã bị đánh chặn. Các nhà chức trách Ukraine ngày 16 tháng 9 cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Ukraine vào Kiev trong sáng sớm. Theo đó, đây là cuộc tấn công thứ 8 vào thủ đô của Ukraine chỉ trong hơn 2 tuần, đánh dấu sự leo thang của Nga trong chiến dịch không kích nhắm vào thành phố này. Người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, Serhiy Popko thông báo, các lực lượng của Ukraine đã bắn hạ hàng chục UAV của Nga quanh Kiev và lực lượng không quân Ukraine cho biết đã đánh chặn 53 trong số 56 UAV của Nga trong đêm. Ông Popko cũng nhận định, trái với các cuộc tấn công gần đây, cuộc tấn công lần này có quy mô lớn và cảnh báo không kích đã được đưa ra vào lúc 2 giờ sáng ở thủ đô, có hiệu lực trong khoảng 3 tiếng rưỡi. Những tuyên bố của quân đội Ukraine không thể xác minh độc lập và chưa có bình luận nào từ các quan chức Nga. Theo các nhà chức trách Kiev, một phụ nữ bị thương do các mảnh vỡ từ UAV rơi xuống, nhưng không có tổn thất nghiêm trọng trong thành phố. Dù vậy, chính quyền Ukraine thừa nhận vụ pháo kích vào các cơ sở hạ tầng ở 5 khu vực khác đã gây mất điện tạm thời trong ngày qua. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô và các thành phố lớn ở Ukraine kể từ đầu tháng này. Bắt đầu là cuộc tấn công vào ngày 2 tháng 9. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở phía đông, cách biên giới Nga không xa, đã bị không kích dữ dội trong những tuần gần đây. Quân đội Nga và Ukraine cũng giao tranh ác liệt với nhau ở khu vực Kursk thuộc phía tây nước Nga sau khi Kiev tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào tháng trước, chiếm được một số ngôi làng và một thị trấn nhỏ. Tình hình giao tranh trong khu vực liên tục biến động khi cả hai bên đều tiến hành các cuộc phản công. Nga đã xoay sở để giành lại một số ngôi làng trong những ngày qua, nhưng các lực lượng của Ukraine đã tiến vào một khu vực mới, mặc dù hiện chưa rõ họ đã kiểm soát được vùng lãnh thổ này hay chưa. Các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào Kiev chủ yếu sử dụng UAV, trong khi trước đó cùng với UAV, Moscow thường sử dụng các loại vũ khí khác như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nga từng sử dụng UAV để thăm dò phòng tuyến Ukraine và làm cạn kiệt vũ khí phòng không của Kiev nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn hơn trong tương lai. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16 tháng 9 cho biết hơn 640 UAV tấn công của Nga đã được phóng vào Ukraine kể từ đầu tháng này. Quân đội Ukraine đã sử dụng các tên lửa phòng không, phương tiện tác chiến điện tử và các nhóm quân di động khai hỏa súng máy hạng nặng đặt trên xe tải để đẩy lùi cuộc tấn công trên. Ngoài tấn công các thành phố của Ukraine, Nga đang sử dụng các UAV trên chiến trường. Lữ đoàn số 59 của Ukraine ghi nhận khoảng 160 UAV của Nga đã tấn công các vị trí của họ trong vòng 24 giờ gần Poprov, một thành phố chiến lược ở phía đông Ukraine mà Nga đang áp sát những tuần gần đây. Giới chức Ukraine kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây cho phép họ sử dụng vũ khí được viện trợ tấn công các mục tiêu sâu bên trong đất Nga. Yêu cầu này được Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO ủng hộ. Ông Andrei Yermak, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 14 tháng 9 nói, Nga đã sử dụng pháo binh và máy bay không người lái để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào Ukraine. Ông nói rằng các cuộc tấn công của Nga bắt nguồn từ các kho vũ khí, sân bay và căn cứ quân sự ở Liên bang Nga. Cho phép chúng tôi tấn công sâu vào Nga sẽ đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã cho biết hơn 70 máy bay không người lái của Nga đã tấn công các cơ sở của Ukraine vào đêm hôm trước. Ông đăng trên mạng xã hội rằng, chúng tôi cần tăng cường khả năng phòng không và tấn công tầm xa để bảo vệ người dân của mình. Chúng tôi đang nỗ lực hợp tác với tất cả các đối tác của Ukraine. Hãng tin AP cho biết, giới chức Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng cho đến nay, chính phủ Mỹ chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở một khu vực hạn chế biên giới Nga-Ukraine. Tại hội nghị của Cơ quan Chỉ đạo Quân sự Tối cao của NATO là Ủy ban Quân sự NATO, NATO Military Committee, tổ chức tại Praha hôm 14 tháng 9, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban, đã nói rằng các luật liên quan đến xung đột vũ trang trao cho một quốc gia quyền tự vệ và quyền này không giới hạn ở biên giới của họ.
Đồng thời, ông cho rằng các quốc gia cung cấp vũ khí có quyền đặt ra các hạn chế trong việc sử dụng vũ khí. Ông nói từ góc độ quân sự, bạn phát động cuộc tấn công nhằm cố gắng làm suy yếu đối thủ. Bạn không chỉ cần bắn hạ, không những mũi tên đó đang hướng tới bạn, mà còn phải nhắm vào các công thủ đang bắn những mũi tên đó. Ông Bauer nói thêm, vì vậy, từ góc độ quân sự, có những lý do chính đáng để làm điều này nhằm làm suy yếu đối thủ, làm suy yếu các tuyến tiếp tế cũng như nhiên liệu và đạn dược gửi đến tiền tuyến. Ông Bauer cho biết, NATO hy vọng sẽ có cách tiếp tục sử dụng vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp cũng như vũ khí do chính Ukraine sản xuất để giúp Ukraine giành được chiến thắng. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng các nước NATO có quyền hạn chế việc Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ. Ông Bauer lưu ý rằng mặt khác của các cuộc thảo luận là chính trị, vì các quốc gia cung cấp vũ khí có thể cảm thấy phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng chúng trong khi các cuộc đàm phán chính trị đó vẫn đang tiếp tục. Tổng thống Zelensky đã yêu cầu các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây, bao gồm hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa lục quân ATACMS của Mỹ và tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh, để ngăn chặn khả năng tiến hành một cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo với các nước phương Tây, nói các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến xung đột leo thang. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12 tháng 9 nói rằng nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất, điều đó có nghĩa là tuyên chiến trực tiếp với Nga. Ông Putin cho rằng việc lập kế hoạch thực tế về đường bay của tên lửa cần phải do quân nhân NATO thực hiện vì bản thân lính Ukraine không có khả năng này. Ông Putin cam kết sẽ có phản ứng thích đáng nhưng không nêu rõ các biện pháp cụ thể. Mặc dù quyết định cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa để thực hiện một số cuộc tấn công vào đất liền chưa được công bố chính thức, nhưng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng quyết định này cũng đã được đưa ra và Ukraine đã được thông báo. Nga phải có hành động tương ứng. Nhà phân tích người Mỹ nói lực lượng vũ trang Ukraine đang thua ở cả hai mặt trận Kursk và Donbass. Nhà phân tích người Mỹ John Mearsheimer nói trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jogging Freedom, các lực lượng vũ trang Ukraine không đạt được gì ở khu vực Kursk và đã đẩy nhanh sự thất bại của mình ở Donbass. Mearsheimer bình luận, người Ukraine đang thua ở khu vực Kursk và họ cũng đang thua ở Donbass. Kết quả cuối cùng của cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk là hiện tại họ đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với việc nếu họ giữ lại các lực lượng đã gửi đến khu vực Kursk ở Donbass. Nhưng họ đã không làm vậy và đã đẩy nhanh sự thất bại của mình. Theo Mearsheimer, cuộc tấn công xâm nhập Kursk không mang lại lợi thế quân sự nào cho Ukraine, mà còn làm suy yếu vị trí của họ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DNR. Ông kết luận, theo quan điểm của tôi, đây là một thảm họa. Nó chỉ đơn giản là đã trao cho người Nga, những người đã có lợi thế ở Donbass, một lợi thế lớn hơn nữa. Ngày 12 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, trong vòng 2 ngày, nhóm quân Bắc đã giải phóng 10 khu định cư ở khu vực Kursk. Cuộc tấn công để tiêu diệt các nhóm quân Ukraine tiếp tục, quân Nga rà soát kỹ các khu rừng để phát hiện và tiêu diệt các nhóm phá hoại của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin trước đó nói rằng, Kiev sau khi thực hiện cuộc tấn công vào khu vực Kursk đã cố gắng ngăn chặn sự tiến công của Nga ở Donbass nhưng không thành công. Lý do Mỹ chưa bật đèn xanh cho Ukraine. Theo giới quan sát, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lo ngại việc bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể làm gia tăng xung đột ở Ukraine. Hôm 10 tháng 9, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa trong xung đột với Nga. Hãng tin Bloomberg cùng ngày cũng dẫn lời Ngoại trưởng Antony Blinken báo hiệu sẽ có sự thay đổi ý định từ Washington. Ông chủ Nhà Trắng hiện đang cân nhắc đến việc cung cấp các công nghệ hỗ trợ xác định mục tiêu cho Ukraine trong quá trình khai hỏa Storm Shadow. Tuy nhiên, quyết định tương tự đối với tên lửa ATACMS, một loại vũ khí được sản xuất tại Mỹ, sẽ cần nhiều thời gian để suy tính hơn, do một động thái như vậy được cho là sẽ làm gia tăng xung đột ở Ukraine. Ukraine lập luận rằng việc cho phép bắn tên lửa vào lãnh thổ Nga sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế của quân đội Nga, đồng thời xóa sổ các máy bay ném bom lượn của Nga được sử dụng để tấn công lực lượng Ukraine ở tiền tuyến trước khi chúng kịp cất cánh. Tên lửa ATACMS có tầm bắn khoảng 305 km sẽ cung cấp cho Ukraine hỏa lực tương tự Storm Shadow trên chiến trường. Ông Ben Wallace, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng tên lửa tầm xa sẽ cho phép Ukraine tạo lớp phòng thủ để bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga trong phạm vi từ 30 km đến 300 km tính từ tiền tuyến. Ông nói,
ATACMS sẽ hoạt động trong phạm vi 100 km và Storm Shadow sẽ tấn công Ukraine sâu hơn để nhắm vào các sở chỉ huy và trung tâm kiểm soát. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đang lo ngại rằng, ngay cả khi cùng xuất hiện trên tiền tuyến, hai loại tên lửa này cũng có thể lép vế trước hỏa lực của Moscow sau khi có thông tin về việc Iran đã chuyển giao vũ khí tầm xa cho Nga. Khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn hôm 10 tháng 9, ông Biden cho biết, chúng tôi đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ. Trong chuyến thăm Kiev tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã thảo luận về các giới hạn sử dụng tên lửa trên chiến trường và sẽ mang cuộc thảo luận đó trở lại Washington để báo cáo với Tổng thống. Một nghị sĩ đối lập trước đó đã đệ đơn kiện cáo buộc nhà lãnh đạo, người mà nhiệm kỳ Tổng thống đã hết hạn vào tháng 5, đang chiếm quyền lực bất hợp pháp. Ngày 16 tháng 9, một tòa án ở Ukraine sẽ xem xét đơn kiện của nghị sĩ đối lập Alexander Dubinskin cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giữ quyền lực bất hợp pháp kể từ khi nhiệm kỳ của ông hết hạn vào ngày 20 tháng 5. Nghị sĩ Dubinsky đã bị giam giữ kể từ tháng 11 năm 2023 và đang đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm tội phản quốc. Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức ở Ukraine vào ngày 31 tháng 3, nhưng ông Zelensky đã hoãn vô thời hạn cuộc bỏ phiếu với lý do tình trạng thiết quân luật do cuộc xung đột với Nga. Ông Dubinsky đã đệ đơn kiện vào cuối tháng 6, lập luận rằng các hành động của Tổng thống Zelensky đã vi phạm hiến pháp Ukraine và yêu cầu Quốc hội tổ chức bầu cử Tổng thống. Tại một phiên xử một tháng sau đó, tòa án đã hoãn vụ án đến ngày 16 tháng 9, theo thông tin từ nghị sĩ này. Trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình vào tháng 7, nghị sĩ này viết, "Tôi phải nói, chỉ có một công dân và thành viên Quốc hội ở Ukraine đã có những bước đi để bảo vệ trật tự hiến pháp, đó là nghị sĩ độc lập Dubinsky." Đầu tháng 7, Văn phòng Công tố viên đã khởi động cuộc điều tra hình sự thứ tư đối với chính trị gia này về việc không nộp khai thuế trong khi bị giam giữ. Vào tháng 11 năm ngoái, Cơ quan An ninh Ukraine đã buộc tội Dubinsky với tội phản quốc liên quan đến các hoạt động thông tin phá hoại vì lợi ích của Nga. Nghị sĩ này đã bác bỏ các cáo buộc trên cùng hai cáo buộc khác đối với ông là có động cơ chính trị. Đầu tháng này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng Tổng thống Zelensky theo luật định hiện không phải là Tổng thống hợp pháp của Ukraine. Ý kiến của ông phản ánh những nhận định trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào đầu tháng 6, nhà lãnh đạo Nga đã gợi ý rằng quyền Tổng thống lẽ ra nên được chuyển giao cho Quốc hội Ukraine sau khi nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky kết thúc. Ông Putin còn cho rằng các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine đang giữ ông Zelensky tại vị với mục đích đổ lỗi cho ông về các quyết định không được yêu thích sắp tới, chẳng hạn như việc hạ tuổi động viên xuống 18. Tổng thống Nga dự đoán, tôi nghĩ chính quyền Mỹ sẽ buộc lãnh đạo Ukraine phải đưa ra những quyết định này và sau đó sẽ loại bỏ ông ta. Việc dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí cho Ukraine từ lâu đã là vấn đề gây chia rẽ giữa các nước phương Tây. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tuần trước tuyên bố sẽ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, ngay cả khi các quốc gia khác quyết định làm như vậy. Trong khi đó, lập trường của Pháp khá mơ hồ. Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 5 vừa qua tuyên bố Pháp nói chung sẽ không phản đối việc sử dụng tên lửa như vậy. Theo chuyên gia Nezavisimaya Gazeta của Nga, các quan chức phương Tây dường như hiểu rõ rằng các cuộc tấn công sâu vào Nga không chỉ bằng máy bay không người lái mà bằng bất kỳ loại vũ khí nào do NATO cung cấp đều sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc xung đột. Mỹ cũng đang chờ đợi cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Mỹ. Hai ứng cử viên cho chiếc ghế ở Nhà Trắng, bà Kamala Harris và ông Donald Trump dường như có những ý tưởng khác nhau về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Các lực lượng Ukraine đang theo đuổi một chiến thuật mới, nhắm mục tiêu và phá hủy cơ sở hạ tầng giao thông của Nga ở khu vực Kursk, đặc biệt là các tuyến đường bộ và những cây cầu bắc qua sông Seim nhằm cản trở lực lượng tiếp viện của Nga. Tuy nhiên, chiến lược này có thể mang lại nhiều rủi ro, vì khi Ukraine mở rộng quá mức chiến tuyến, họ có nguy cơ mất các trung tâm đô thị quan trọng như Poprov và Voleda ở Donbass, nơi mà Nga đang đạt được những bước tiến lớn. Sử dụng hình ảnh vệ tinh, tình báo Anh xác nhận, Ukraine đã phá hủy các cầu đường bộ và cầu phao. Bằng việc sử dụng máy bay cảm tử và tên lửa,
các cuộc tấn công nhằm mục đích duy trì sự hiện diện của Ukraine bên trong nước Nga và buộc Moscow rút khỏi các tiền tuyến chính ở miền Đông. Báo cáo mới nhất của cơ quan tình báo quân đội Anh cho biết, Ukraine tiếp tục cản trở hoạt động hậu cần của Nga tại khu vực Kursk trong một loạt các cuộc không kích, phá hủy các cây cầu đường bộ và cầu phao bắc qua sông Seim. Tình báo Anh cũng công bố 3 hình ảnh vệ tinh về cầu phao và cầu đường bộ trên sông Seim. Những hình ảnh đầu tiên được chụp từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 cho thấy có rất nhiều cây cầu bắc qua con sông này, nhưng đến ngày 28 tháng 8, chúng đã bị phá hủy hoàn toàn. Những cây cầu phao rất dễ lắp đặt và có thể được dùng để thay thế cầu đường bộ. Tuy nhiên, Nga dù có nguồn lực quân sự lớn, nhưng lại không có nguồn cung vô tận. Họ có thể gặp khó khăn khi muốn xây dựng những cây cầu mới. Mục tiêu của quân đội Ukraine có thể là kéo dài cuộc xâm nhập vào tỉnh Kursk trong thời gian lâu nhất. Bằng cách đó, Kiev hy vọng Nga sẽ phải dồn các lực lượng và nguồn lực để bảo vệ khu vực này. Xem xét một số khía cạnh, Ukraine có thể đã thành công. Sau cú sốc ban đầu, Điện Kremlin đã phải di rời các đơn vị từ chiến tuyến ở Ukraine đến bảo vệ Kursk. Nhưng phần lớn những đơn vị này được triển khai từ những khu vực khá yên tĩnh trên tiền tuyến. Các chuyên gia cảnh báo, chiến lược tấn công phòng thủ của Ukraine khá phù hợp với bối cảnh hiện nay. Nhưng việc tạo ra mặt trận thứ hai ở Nga sẽ không có nhiều giá trị nếu Kiev bắt đầu mất các trung tâm đô thị và trung tâm hậu cần quan trọng dọc theo đường tiếp xúc như Bobrov và Voleda ở Donbass. Các lực lượng Nga đang nỗ lực hết mình để chiếm hai thành phố chủ chốt này. Họ đã đạt được những bước tiến khá ổn định. Khi phương Tây vẫn đang do dự thay đổi chính sách đối với các cuộc tấn công tầm xa, Ukraine đã phát triển các loại máy bay không người lái nội địa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, gồm căn cứ không quân, kho đạn dược, nhà máy sản xuất máy bay không người lái và các địa điểm quân sự khác cách xa tới 1.300 km bên ngoài biên giới Ukraine. Mặc dù danh sách mục tiêu chính thức chưa được tiết lộ, nhưng Kiev đã nhiều lần tuyên bố rằng họ cần có khả năng tấn công máy bay Nga và những sân bay mà chúng cất cánh để thực hiện các cuộc tập kích tên lửa hàng loạt vào nhiều thành phố của Ukraine. Thưa quý vị, các lực lượng của Nga đang nhắm vào trung tâm hậu cần của Ukraine là Pokrov và cố gắng chiếm thành phố Chasovia, nằm trên các ngọn đồi cao cách Bakhmut, thành phố mà lực lượng Nga đã kiểm soát cách đây một năm, khoảng 20 km về phía Tây. Nếu chiếm được hai thành phố này, Nga có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở phía Đông. Nga đã liên tục tiến về Pokrov. Quân đội nước này chỉ còn cách thành phố vài km. Pokrov có diện tích lớn hơn Avdiivka, thành phố lớn của Ukraine đã bị thất thủ. Kiev hiện đang chiến đấu để giành lại thành phố này, mặc dù bị áp đảo về cả hỏa lực lẫn quân số. Trong mùa hè này, cả Nga và Ukraine đều dành nhiều nguồn lực quân sự để chiếm giữ các phần lãnh thổ của đối phương. Chiến dịch đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga từ ngày 6 tháng 8 đã khiến Moscow bất ngờ, trong khi giúp Kiev có con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng trên chiến trường chính ở phía đông Ukraine, Nga vẫn đang chiếm ưu thế. Ở đó, Nga đang nhắm tới hai mục tiêu chính, sẽ mang lại cho lực lượng của họ lợi thế đáng kể là Pokrov, một trung tâm hậu cần cho lực lượng Ukraine ở phía đông, và Chasovia, một cao điểm trong khu vực. Nga cũng đã nối lại các cuộc tấn công vào các thành phố Torez, Kurakhove và Vuleda nhằm tận dụng kẽ hở trong tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine. Cả hai bên đều đang nỗ lực giành ưu thế trước tháng 11 năm nay khi thời tiết trở lạnh và mưa tuyết khiến các tuyến đường trở nên khó đi lại hơn. Đây cũng là thời điểm Mỹ, quốc gia hậu thuẫn quan trọng nhất đối với Ukraine, sẽ bước vào cuộc tranh cử tổng thống. Cuộc tiến công lớn nhất của Nga vào mùa hè này là vào thành phố Pokrov, một trung tâm hậu cần quan trọng đối với lực lượng Ukraine ở phía đông. Kể từ khi Nga chiếm được thành phố công nghiệp Avdiivka vào tháng 2 năm 2024, thành quả chính của họ trong năm nay, lực lượng của họ đã di chuyển qua các ngôi làng ở phía tây. Nga đã tăng tốc tiến công trong những tuần gần đây và hiện đang áp sát Pokrov. Quân đội Ukraine cho biết nỗ lực phòng thủ của họ đã bị cản trở do không đủ đạn pháo và thiếu binh sĩ có năng lực chiến đấu tốt. Tuy nhiên, họ đang khiến quân đội Nga phải trả giá đắt cho những bước tiến mà Moscow đạt được bằng cách liên tục điều động các nhóm bộ binh nhỏ tấn công. Pokrov là điểm tựa cho các hoạt động của Ukraine ở phía đông. Nơi này nằm ở điểm giao cắt giữa các tuyến đường bộ và đường sắt, đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine tại khu vực Donetsk. Nếu Pokrov thất thủ, Ukraine sẽ chỉ còn một tuyến đường tiếp tế chính từ phía đông bắc cho các thành phố như Kostiantynivka và Chasovia. Trong khi đó, Nga sẽ tiến gần hơn với rìa phía tây của khu vực Donetsk.
Ngoài Pokrov, Chasovia cũng là một thành phố chiến lược quan trọng mà Nga muốn kiểm soát. Sau khi chiếm được Bakhmut vào năm 2023, sau những cuộc giao tranh ác liệt kéo dài, Nga ngay lập tức để mắt đến Chasovia. Đây là thành phố nhỏ, với dân số khoảng 12.000 người, nhưng nằm trên các ngọn đồi, có thể mang lại lợi thế đáng kể cho nỗ lực của Nga nhằm chiếm các khu vực ở phía Tây và Tây Bắc, chẳng hạn như Kramatorsk và Sloviansk. Nếu thiết lập được những vị trí trên cao tại thành phố này, Nga sẽ dễ dàng nhắm mục tiêu vào các đơn vị và vị trí quân sự của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Ngoài ra, Nga cũng đang chiến đấu để giành thành phố Torezh, nằm ở rìa phía Tây của một dãy núi. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua một con kênh chạy dọc theo sườn phía Tây của Chasovia. Ukraine đã điều động bộ binh án ngữ trong các tòa nhà ở bờ phía Tây của kênh đào, nhưng các đơn vị của Nga đã đột kích qua kênh đào vào tháng 8 năm 2024, khiến lực lượng của Ukraine bị đe dọa. Nga cũng thiết lập các vị trí để sử dụng máy bay không người lái, mang theo chất nổ, tấn công các phương tiện của Ukraine tiến vào thành phố, khiến Kiev gặp nhiều khó khăn khi muốn đưa quân tiếp tế vào bên trong. Anatol Lieven, giám đốc chương trình Á-Âu tại Viện Quincy có trụ sở tại Washington, Mỹ cho rằng, dù Ukraine đang đạt được một số bước tiến trong chiến dịch tấn công vào Kursk, cán cân lợi thế vẫn nghiêng về phía Nga ở chiến trường miền Đông. Nga cho biết họ đã tiến thêm 1.000 km2 ở miền đông Ukraine vào tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2024. Dữ liệu nguồn mở và báo cáo về tình hình chiến trường cho thấy, đây là đợt tiến công nhanh nhất của Nga ở Donbass trong khoảng 2 năm qua. Giáo sư Graham McGill của Đại học Sydney, một chuyên gia về chính trị Nga cho rằng chiến dịch của Ukraine tấn công vào Kursk khó có khả năng bền vững. Nếu Nga phản công một cách mạnh mẽ và quyết liệt, Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức khi muốn bắt kịp quân số lượng máy bay không người lái và pháo binh của Nga. Khi Nga dốc toàn lực thể hiện sức mạnh này, Ukraine sẽ không thể duy trì chiến dịch xâm nhập lãnh thổ của Nga. Sputnik trích dẫn tuyên bố hôm 16 tháng 9 của Bộ Quốc phòng Nga thống kê, kể từ khi tiến hành chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga ngày 6 tháng 8 cho tới nay, các lực lượng Kiev cũng tổn thất tới 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe thiết giáp chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép cùng 439 xe ô tô trong các vụ đụng độ với binh lính Moscow. Theo nhà chức trách Nga, trong 24 giờ qua, quân đội nước này đã đẩy lùi 5 cuộc phản kích của đối phương ở Kursk, cũng như giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư Ubenovska và Boki, khiến 40 lính Ukraine thiệt mạng. Các lực lượng Moscow cũng chặn đứng 3 nỗ lực tấn công xuyên biên giới mới của quân đội Ukraine vào vùng Kursk, khiến đối phương mất 50 binh sĩ và 1 xe tăng. Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về số liệu do phía Nga công bố. Trong khi đó, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani đã lên tiếng kêu gọi nỗ lực của quốc tế nhằm giải quyết cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa Nga và Ukraine. Tờ báo Corriere della Sera hôm 16 tháng 9 dẫn lời ông Tajani bày tỏ hy vọng một hội nghị hòa bình nghiêm túc có thể được tổ chức trước cuối năm nay. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế gần đây nhất nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã diễn ra ở Thụy Sĩ vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, Nga không được mời dự và sự kiện đã không mang lại kết quả như mong muốn khi một số nước tham dự từ chối ủng hộ tuyên bố chung của hội nghị. Moscow đã chỉ trích hội nghị do Thụy Sĩ đăng cai, đồng thời bác bỏ các đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một số nhà lãnh đạo các nước châu Âu khác đã bắt đầu kêu gọi vòng thương lượng quốc tế thứ hai về Ukraine, lần này có sự tham dự của Nga. Ông Tajani nói với các phóng viên ở Cagliari, bên lề một cuộc họp báo với đảng Forza Italia của ông hồi cuối tuần trước, "Tôi tin chúng ta cần phải nỗ lực tìm ra một bàn đàm phán hòa bình, một hội nghị giống như sự kiện được tổ chức tại Thụy Sĩ cách đây vài tháng với sự tham gia của Nga và Trung Quốc. Rõ ràng, Nga không thể đến với yêu cầu Ukraine đầu hàng hoàn toàn. Đó là một nền hòa bình công bằng, đảm bảo độc lập cho Ukraine." Vài ngày trước, Thượng nghị sĩ James David Van, phó tướng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay tiết lộ, ông đã có đề xuất cụ thể nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt giao tranh giữa hai nước láng giềng ở châu Âu trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng. Gần đây nhất là tại cuộc tranh luận trực tiếp vào tối ngày 10 tháng 9 với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người được chọn thay Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ năm nay. Khi được hỏi về đề xuất hòa bình của cựu lãnh đạo Nhà Trắng sẽ như thế nào, phó tướng của ông Trump đã phác thảo một kịch bản ông tin có thể xảy ra. Ông Van nói, đường phân danh hiện tại sẽ trở thành một khu phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt để Nga không tấn công lần nữa. Theo ông Van, Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền của mình, nhưng Nga nhận được sự đảm bảo về sự trung lập của Ukraine.
nước này sẽ không tham gia NATO hoặc các thể chế tương tự khác. Trong khi đó, việc tái thiết Ukraine sẽ chủ yếu do Đức và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, những nước bị ông Vance cáo buộc hậu thuẫn cho nỗ lực xung đột của Kiev, có trách nhiệm tài trợ. Theo ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, Nga, Ukraine và EU đều muốn chấm dứt xung đột, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn vì Tổng thống Mỹ đương nhiệm ông Joe Biden không làm được việc, còn Phó Tổng thống Kamala Harris không biết mình đang làm gì. Ông Vance cáo buộc chính sách của chính quyền ông Joe Biden hiện là vung phí tiền để giải quyết vấn đề với hy vọng Kiev có thể giành một chiến thắng quân sự mà ngay cả người Ukraine cũng nói là không thể. Tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga đã được cho là bay vào lãnh thổ các nước thành viên NATO hàng chục lần trong quá trình giao tranh với Ukraine. Theo trang tin điều tra độc lập Vestka, nhiều lần mảnh vỡ tên lửa và UAV của Nga đã rơi xuống các quốc gia nằm gần Ukraine. Trong năm 2022, các mảnh vỡ đã rơi xuống các nước gần Ukraine 7 lần, vào năm 2023 là 16 lần và trong năm nay là 11 lần. Tổng cộng 34 lần mảnh vỡ UAV và tên lửa Nga rơi xuống các lãnh thổ của 7 quốc gia nằm gần khu vực xung đột Nga-Ukraine. Theo Vestka, 10 vụ việc đã xảy ra ở Moldova, một quốc gia không phải là thành viên NATO, còn tại Belarus, quốc gia đồng minh của Nga là 4 lần. Ngoài ra, 20 vụ còn lại xảy ra trên lãnh thổ các nước thành viên NATO, trong đó có 3 vụ ở Bulgaria, 2 vụ ở Ba Lan, 1 vụ ở Latvia, 1 vụ ở Croatia. Số còn lại xảy ra ở Romania. Quốc gia NATO có chung con đường biên giới dài hơn 640 km với Ukraine và nằm cách cảng trên sông Danube của Ukraine vài trăm mét. Lần gần nhất các mảnh vỡ của UAV được tìm thấy ở Romania là vào ngày 8 tháng 9. Hầu hết các mảnh vỡ được tìm thấy là từ UAV của Nga. Vestka cho biết, Thủ tướng Croatia Marcel Ciolacu đã nhấn mạnh chắc chắn các vụ vi phạm sẽ tiếp diễn và Bucharest đang xem xét các luật cho phép bắn hạ UAV xâm phạm không phận quốc gia trong thời bình. Còn hôm 7 tháng 9, Latvia cho hay một UAV chứa thuốc nổ sau khi bay từ Belarus đã rơi xuống khu vực của Zekene, nằm cách Nga 55 km về phía tây. Tổng thống Latvia Egan Rinkevich là một trong những nhà lãnh đạo của các quốc gia nằm dọc theo rìa của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã cảnh báo không phận nước này đang bị UAV xâm phạm ngày càng nhiều. Ông Rika cũng đã kêu gọi NATO tăng cường phòng không ở sườn phía đông của Liên minh quân sự. Theo Điều 5 của NATO, nếu một quốc gia thành viên bị tấn công, tất cả các nước thành viên khác sẽ bảo vệ quốc gia đó. Song cho đến nay, chưa có cáo buộc trực tiếp nào cho thấy Nga cố tình để tên lửa và UAV bay qua lãnh thổ các nước NATO trong quá trình giao tranh với Ukraine. Ông Misia Jonia, Phó Tổng Thư ký NATO, sắp mãn nhiệm chia sẻ trên xã hội X rằng mặc dù chúng tôi không có thông tin nào cho thấy Nga cố tình tấn công các nước đồng minh, nhưng những hành động như này là vô trách nhiệm và có khả năng gây nguy hiểm. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và NATO chưa lên tiếng bình luận chính thức về thông tin được Vestka công bố. Hai máy bay không người lái UAV cảm tử Shahed của Nga xuất hiện ở phía trên của vùng Gomel của Belarus đã bị bắn hạ trong đêm 4 đến 5 tháng 9. Theo tờ Pravda đưa tin, theo nhóm giám sát quân sự độc lập Belarus, Hachun, các UAV của Nga bay từ hướng Cheminhiv của Ukraine vào không phận Belarus lúc 1 giờ theo giờ địa phương. Ngay lập tức quân đội Belarus đã điều động các chiến đấu cơ theo dõi. Trong đó một máy bay chiến đấu đã cất cánh từ căn cứ không quân Baranavichi ở Belarus khoảng 1 giờ 30. Sau đó UAV của Nga đã bị bắn hạ và tiếng nổ vang lên ở quận Gomel. Người dân đã nghe thấy hai tiếng nổ ở quận Gomel lúc 1 giờ 34 phút và 1 giờ 36 phút. Báo cáo ban đầu ghi nhận hoạt động chống lại UAV trên bầu trời Belarus, Belaruski Hachun đưa tin. Ngoài ra, Belarus còn điều động chiến đấu thứ hai cất cánh từ căn cứ Baranavichi lúc 2 giờ 20 và hướng bay về phía đông nam. Hiện quân đội Nga và Belarus chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Được biết vào cuối ngày 4 tháng 9, quân đội Nga đã triển khai tập kích bằng UAV nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine. Ngoài ra có thông tin một số máy bay ném bom Tu-22M của Nga cũng đã cất cánh tham gia vụ tấn công. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg, việc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga là lằn ranh đỏ. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh The Times, ông Stoltenberg đã nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố về lằn ranh đỏ mà nếu bước qua, căng thẳng sẽ leo thang. Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của NATO cũng đã ủng hộ các nước thành viên
đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu điều này xảy ra sẽ không kéo liên minh quân sự vào cuộc xung đột với Moscow. Người đứng đầu NATO cũng lưu ý, bất kỳ quyết định cụ thể nào về vấn đề trên đều phải tự do đồng minh đưa ra, vì mỗi nước thành viên có chính sách khác nhau. Một ngày trước đó, Tổng thống Putin cho biết Kiev không thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có thông tin từ các vệ tinh của châu Âu và Mỹ. Vì vậy, theo ông, vấn đề không phải là việc cho phép sử dụng tên lửa của phương Tây, mà là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO vào xung đột. Liên quan đến xung đột, cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield đã cho hay Washington đã được biết về kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Theo bà Thomas Greenfield, kế hoạch này đưa ra chiến lược rõ ràng mà theo phía Mỹ gọi là thực tế. Nói rõ, chúng tôi tin rằng ông ấy đã đưa ra một chiến lược và một kế hoạch có thể thực hiện được. Kế hoạch trên là một trong những điều kiện quan trọng để thảo luận sâu hơn về khả năng cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa có thể dùng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng trước khi chấp thuận những hành động như vậy, họ phải tin tưởng Bộ Chỉ huy Ukraine có một chiến lược rõ ràng nhằm đạt được các mục tiêu quân sự. Trước đó, Washington đã bày tỏ lo ngại xung đột có thể leo thang nếu Ukraine bắt đầu sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Một bài đăng trên mạng xã hội hôm 16 tháng 9, ông Zelensky dường như đã chỉ trích Trung Quốc mặc dù không nêu đích danh. Ông viết rằng một số quốc gia lớn xuất khẩu các loại linh kiện máy bay không người lái đang áp đặt các hạn chế xuất khẩu. Chúng tôi biết phải làm gì với những hạn chế này để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng tôi. Gần đây, ông Zelensky đã chỉ trích Trung Quốc mà ông cho rằng đang đứng về phía Nga trong cuộc xung đột. Tuần trước, ông đã cáo buộc Bắc Kinh liên kết với Brazil để thúc đẩy một đề xuất hòa bình mà ông gọi là hủy diệt. Các nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã không hài lòng khi Kiev không được tiếp cận để phê duyệt đề xuất này. Trong khi chuẩn bị cho một hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ vào mùa hè, ông Zelensky đã chỉ trích Trung Quốc là một công cụ của Nga, tuyên bố rằng Bắc Kinh đang âm thầm làm việc để phá hoại sự kiện này thay mặt cho Moscow. Nga đã không tham dự hội nghị và cho rằng nó không thực tế và không liên quan. Trung Quốc khẳng định rằng họ giữ thái độ trung lập trong xung đột Nga và Ukraine, đồng thời rằng họ đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột và giải quyết mối quan ngại của cả hai bên. Bắc Kinh giải thích các hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái của mình là nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích cho mục đích quân sự. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video mới ghi lại cảnh tấn công phá hủy một xe tăng của Ukraine ở khu vực biên giới Kớt của nước này. Đài RT trích dẫn tuyên bố của quân đội Nga ngày 16 tháng 9 cho biết lực lượng trinh sát đã phát hiện ra xe tăng của Ukraine ẩn nấu trong một khu rừng rậm ở Kớt và dường như đang được trang bị lưới chống UAV. Quân đội Nga sau đó đã dùng đạn có dẫn đường để tập kích khí tài của đối phương. Đoạn video do máy bay không người lái UAV cho thấy xe tăng của Ukraine có vẻ chống chịu được với cú tấn công trực tiếp vào buồng chứa đạn nhưng bị phá hủy bởi vụ nổ thứ cấp cực mạnh. Mặc dù nhà chức trách Nga không nêu rõ loại đã sử dụng vũ khí nào để phá hủy xe tăng Ukraine, nhưng các cảnh quay phản ánh chiếc xe bọc thép hạng nặng có khả năng bị một UAV tầm trung có độ bền cao Orion oanh tạc. UAV này dường như đã phóng một tên lửa dẫn đường bằng lasers KH-BPLA trúng tháp pháo của xe tăng khiến nó nổ tung. Mặc dù UAV MALE được cả hai bên sử dụng rộng rãi vào đầu cuộc xung đột, nhưng sau đó chúng được coi là không hiệu quả vì các lực lượng Moscow và Kiev đã lắp đặt các hệ thống cảnh báo sớm và phòng không khác nhau khắp tiền tuyến. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi Ukraine tiến hành vụ đột kích xuyên biên giới vào vùng Kớt của Nga vào đầu tháng 8. Quân đội Ukraine đã không có phạm vi bảo vệ phòng không rộng rãi và được cho là đã mất nhiều hệ thống phòng không ở khu vực trong vài tuần qua. Phía Nga đã tái triển khai các UAV MALE tuần trước, đặc biệt là trong những nỗ lực đẩy lùi binh lính Ukraine khỏi Kớt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này đã khiến Ukraine mất hơn 13.800 binh sĩ cùng 115 xe tăng trong giao tranh ở vùng biên giới Kớt. Sputnik đã trích dẫn tuyên bố hôm 16 tháng 9 của Bộ Quốc phòng Nga thống kê kể từ khi tiến hành chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kớt của Nga ngày 6 tháng 8. Cho tới nay, các lực lượng Kiev cũng đã tổn thất hơn 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe thiết giáp chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép cùng 439 xe ô tô các vụ đụng độ với binh lính Moscow. Theo nhà chức trách Nga, trong vòng 24 giờ qua,
quân đội nước này đã đẩy lùi 5 cuộc phản kích của đối phương ở Kerch, cũng như giành lại quyền kiểm soát của hai khu vực định cư là Ustenovka và Boki, khiến cho 40 binh lính Ukraine thiệt mạng. Các lực lượng Moscow cũng đã chặn đứng 3 nỗ lực tấn công xuyên biên giới mới của Ukraine vào vùng Kerch, khiến cho đối phương mất đi 50 binh sĩ và 1 xe tăng. Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về số liệu do Nga công bố. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã kêu gọi nỗ lực của quốc tế nhằm giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Tờ báo Corriere della Sera hôm 16 tháng 9 đã dẫn lời ông Tajani bày tỏ hy vọng một hội nghị hòa bình nghiêm túc có thể được tổ chức vào cuối năm nay. Trước đó, Moscow đã chỉ trích hội nghị do Thụy Sĩ đăng cai, đồng thời bác bỏ các đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một số nhà lãnh đạo các nước châu Âu khác đã bắt đầu kêu gọi vòng thương lượng quốc tế thứ hai về Ukraine, lần này có sự tham gia của Nga. Tôi tin chúng ta cần phải nỗ lực tìm ra một bàn đàm phán hòa bình, một hội nghị giống như sự kiện được tổ chức ở Thụy Sĩ cách đây vài tháng với sự tham gia của Nga và Trung Quốc. Rõ ràng Nga không thể đến với yêu cầu Ukraine đầu hàng hoàn toàn. Đó phải là một nền hòa bình công bằng, đảm bảo độc lập cho Ukraine. Ông Tajani nói với các phóng viên ở Cagliari bên lề một cuộc họp báo với đảng Forza Italia của ông hồi tuần trước.